Hồi mỹ nhân sành bước cùng Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba hay Trịnh Sảng chỉ đầu tư đẹp đôi nhất đây. Dương Dương, một trong những cái tên rất hot trên màn ảnh hiện nay sau thành công với vai diễn Vù Đồ trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, phim được phát sóng trong thời gian vừa qua. Bên cạnh việc chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng thì nhan sắc, phản ứng hóa học cực tốt giữa Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một trong những điểm sáng thu hút nhiều sự quan tâm từ phía khán giả. Theo dõi Dương Dương từ đã lâu, chúng tôi chợt phát hiện ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, hóa ra nam diễn viên cũng từng hợp tác với rất nhiều mỹ nhân như Lưu Diệc Phi, Lý Thấm. Đã vậy, hãy cùng chúng tôi điểm qua các bạn diễn của Dương Dương, xem đâu là couple mà bạn yêu thích nhất. Triệu Lộ Tư. Dù chỉ mới nổi trong vài năm trở lại đây nhưng nữ diễn viên Triệu Lộ Tư vô cùng xuất sắc, dành cho mình một vé hợp tác cùng nam thần Dương Dương trong phim Thả Thí Thiên Hạ, tác phẩm đang trong quá trình khởi quay. Hậu trường tình bể bình, tương tác qua lại cực tốt của cặp đôi, làm dấy lên nhiều tin đồn phim giả tình thật. Gây ấn tượng mạnh bằng vai nữ thử trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư đang phát triển khá tốt trong giới giải trí. Cô nàng được khán giả dự đoán sẽ trở thành tiểu hoa đán thế hệ mới bên cạnh Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba. Trịnh Sảng. Yêu Em từ cái nhìn đầu tiên lên sóng đưa tên tuổi của Dương Dương và Trịnh Sảng vụt sáng, danh tiếng tăng vọt, cũng giúp cô nàng họ Trịnh trở thành nữ minh tinh hợp tác với Dương Dương trên màn ảnh Hoa Ngữ. Dù bản thân Trịnh Sảng có rất nhiều thị phi tai tiếng và hiện tại đang bị cấm sóng, nhưng công bằng mà nói thì ngoại hình tràn ngập nét thanh xuân, khí chất thanh thuần trong sáng của Trịnh Sảng từng rất hợp gu khán giả xứ Trung. Lưu Diệc Phi. Một người là nam thần cổ trang, còn người kia là thần tiên tỷ tỷ, không cần nói cũng biết sự kết hợp của họ hoàn hảo tới mức nào. Khi Tam Sinh Tam Thể Thập Lý Đào Hoa bản điện ảnh công chiếu, dù không thành công về doanh thu phòng vé nhưng lại thành công trong việc đưa thuyền Dương Phi ra khơi. Chúng tôi cũng một thời say đắm cặp đôi này. Lý Thấm. Cùng trực thuộc dưới quyền quản lý của một công ty, số lần hợp tác giữa Dương Dương và Lý Thấm là nhiều nhất, một bộ Hồng Lâu Mộng giúp cả hai nên duyên từ đó. Mang trong mình vẻ đẹp dịu dàng, tươi tắn, Lý Thấm để lại cho người xem cảm giác vô cùng thoải mái, tiếc rằng tài nguyên phim ảnh không quá tốt để giúp nữ diễn viên tạo được sự đột phá. Triệu Lệ Dĩnh. Dù Triệu Lệ Dĩnh và Dương Dương không hợp tác cùng nhau qua bất kỳ tác phẩm điện ảnh, truyền hình nào, nhưng cả hai cũng từng quay trong một đoạn quảng cáo. Nam thanh nữ tú xứng đáng để được bầu chọn phải không các bạn ơi? Nỗ lực phấn đấu nhiều năm cùng với nét đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong suốt giúp Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều sự yêu thích từ phía khán giả, trở thành một trong những tiểu hoa sau 80 năm thành công nhất hiện nay. Vậy theo ý kiến của bạn, ai là mỹ nhân đẹp đôi nhất với Dương Dương? Hãy comment ý kiến của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.